Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Họp báo U23 Việt Nam U23 Myanmar, thầy Park nói điều khiến cả Đông Nam Á chấn động. Họp báo trước trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai 13 tháng 5. Huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá U23 Myanmar không phải đối thủ dễ chơi với U23 Việt Nam, song huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin sẽ đánh bại đối thủ này để lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Vào ngày mai 13 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cực kỳ quan trọng gặp đội đang dẫn đầu bảng A là U23 Myanmar. Đây là trận đấu then chốt với U23 Việt Nam bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần hướng tới một chiến thắng để leo lên đứng đầu, nắm quyền tự quyết trong tay trước mục tiêu tiến vào bán kết. Hiện tại không phải U23 Việt Nam, Indonesia hay Philippines mà chính U23 Myanmar mới là đội đang tạm dẫn đầu bảng A với hai trận toàn thắng, trong khi đó U23 Việt Nam chỉ tạm xếp thứ ba với 4 điểm. Huấn luyện viên Veliza Popov từng ca ngợi U23 Việt Nam và cho rằng đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ vào bán kết. Tôi đánh giá 99% U23 Việt Nam sẽ vào bán kết. U23 Việt Nam là đội chơi hay nhất, tốt nhất ở SEA Games lần này. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ về lời nhận xét này. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng nhận xét của Veliza Popov không phải chỉ là xã giao, nhưng khả năng rất lớn ở cuộc đối đầu tối mai, huấn luyện viên Veliza Popov sẽ đặt mục tiêu cầu hòa để bảo toàn ngôi đầu bảng. So với U23 Việt Nam thì U23 Myanmar có những bất lợi nhất định. Ngoài yếu tố không được đá sân nhà, thì U23 Myanmar không được đánh giá quá cao về lực lượng khi bước vào SEA Games. Họ không có nhiều cơ hội thi đấu cọ sát trước thềm SEA Games và trong suốt 2 năm qua, U23 Myanmar mới đá tổng cộng 5 trận. Hai ngày trước, huấn luyện viên Veliza Popov đã cảnh báo U23 Việt Nam bằng tuyên bố. Chúng tôi không muốn ảo tưởng sẽ thắng U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ chơi chậm rãi, thi đấu thật hay và không quan tâm đến điểm số. Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt để hy vọng vào bán kết. Từ việc không được đánh giá cao tại SEA Games, giờ đây chính U23 Myanmar lại là đội có nhiều cơ hội vào bán kết do họ đã giành điểm tối đa ở hai lượt trận đầu tiên. Nếu có thể cầm hòa U23 Việt Nam, cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov sẽ thêm rộng mở. Huấn luyện viên Park cho rằng không loại trừ khả năng ông Veliza Popov sẽ chỉ đạo các học trò dựng xe buýt trước cầu môn ở trận đấu trên sân Việt Trì vào tối mai. Về cơ bản thì U23 Myanmar có lợi thế về điểm số, nhưng hai trận vừa qua là chưa đủ để chứng minh cho bản lĩnh thực sự của họ. Lý do là bởi U23 Myanmar phải cực kỳ vất vả mới có thể hạ đội lót đường là Timor Leste ở thời điểm bù giờ. Ở trận sau đó thì U23 Myanmar cũng phải nhờ thêm sự may mắn mới có thể vượt qua Philippines trong ngày mà các cầu thủ phòng ngự Philippines mắc không ít sai lầm. Ở hai trận vừa qua, U23 Myanmar tấn công khá nguy hiểm với bộ ba là Win Nang Tun, Ted Fairway và Miat Kaung Khan. Huấn luyện viên Park cho biết, ông đã có dự khán để theo dõi trận đấu của U23 Myanmar và đã có những toan tính để khắc chế khả năng phối hợp tấn công của những cầu thủ này. Huấn luyện viên Park đang có những phương án thi đấu tốt ở hàng phòng ngự và ở hai trận gần nhất, U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất chưa để thủng lưới. Huấn luyện viên Park cho biết, Nhiệm vụ phòng ngự không phải là vấn đề lớn với U23 Việt Nam ở trận đấu tối mai, mà hàng công mới là bài toán quan trọng nhất. Rất nhiều ý kiến cho rằng muốn đánh bại U23 Myanmar, huấn luyện viên Park cần chỉnh lại thước ngắm cho các cầu thủ tấn công, tránh mắc phải những sai lầm ở những tình huống quyết định như vấn đề mà họ từng mắc ở trận hòa Philippines không đều. Nếu cải thiện được hiệu suất trên hàng công, khả năng U23 Việt Nam giành được 3 điểm trước Myanmar sẽ là rất sáng. Tất nhiên Tiến Linh vẫn là cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công của U23 Việt Nam, nhưng cầu thủ này cần biết cách chắt chiêu cơ hội thay vì sự thiếu chính xác như hai ngày trước. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Ban huấn luyện và cả đội U23 Việt Nam đã xem lại băng hình hai trận đấu của U23 Myanmar. Ban huấn luyện đã phân tích chi tiết điểm mạnh của U23 Myanmar là lối chơi tấn công khá đa dạng với những cầu thủ có tốc độ như Win Naing Tun, Win Meong, Phil Wai hay là Tet Tet Aung. Đồng thời, ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng chỉ ra việc hàng thủ U23 Myanmar thường xuyên dâng cao để phục vụ cho lối chơi pressing tầm cao, vẫn thường xuyên để lộ khoảng trống. Lối chơi lấy công bù thủ của huấn luyện viên Popop giúp họ khi đã bốc sẽ có thể tạo ra rất nhiều đột biến. Nhưng sự thiếu kinh nghiệm và có phần hơi hưng phấn quá của các cầu thủ khiến họ thường xuyên để lỡ số cơ hội gần gấp đôi các bàn thắng, một cầu thủ chia sẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu mỗi vị trí của U23 Việt Nam phải đảm bảo sự tập trung xuyên suốt 90 phút thi đấu. Đây là trận đấu bản lề quan trọng của U23 Việt Nam, vì nếu thắng sẽ mở rộng cánh cửa vào bán kết. Trận thua của U23 Philippines trước U23 Myanmar là bài học đáng nhớ và U23 Việt Nam sẽ không được phép lặp lại điều đó. U23 Việt Nam đã bị vắt kiệt sức sau hai trận đấu rất nặng dưới trời mưa với U23 Indonesia và U23 Philippines, nhưng các cầu thủ đã hồi phục tích cực sau hai ngày nghỉ quan trọng vừa qua. Tinh thần cả đội đều đang rất tốt, tất cả cùng tự tin hướng đến mục tiêu đánh bại U23 Myanmar để chạm một tay vào bán kết cũng như phá rớp không thắng họ đã kéo dài 17 năm tại SEA Games. Huấn luyện viên Park cũng chia sẻ về vấn đề chấn thương của Hoàng Đức. Huấn luyện viên Park cho biết Hoàng Đức đang phục hồi rất tốt và không loại trừ khả năng ông Park sẽ tung anh ra sân trước U23 Myanmar để giúp U23 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng, qua đó giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề. Trong thống kê 4 trận đấu đối đầu gần nhất giữa U23 Việt Nam và Myanmar, chúng ta thắng 3 trận, thua 1. Với thành tích đối đầu tốt hơn trong quá khứ, cộng với dàn lực lượng mạnh hơn ở thời điểm hiện tại, lại cộng thêm yếu tố sân nhà U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao ở khả năng giành chọn 3 điểm. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không bỏ lỡ cơ hội qua đó giành chiến thắng quan trọng, chiếm lấy ngôi đầu bảng từ chính Myanmar và mở toang cánh cửa tiến vào bán kết. U23 Việt Nam tính toán thời điểm đối đầu Thái Lan ở SEA Games 31. Cánh cửa đi tiếp ở môn bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam đang rất rộng mở, nhưng liệu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có đặt toàn tính tránh gặp Thái Lan sớm ở bán kết không? U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong việc giành quyền vào vòng bán kết. Mặc dù vẫn còn 2 trận chưa đấu và hiện chỉ đang xếp thứ 3 ở bảng A, nhưng U23 Việt Nam vẫn được đánh giá là đội bóng có lợi thế giành vé vào vòng bán kết hơn các đối thủ còn lại ở bảng đấu, gồm có U23 Myanmar, Philippines, Indonesia. Riêng U23 Timor Leste sau 3 trận thua thì đã chắc chắn bị loại. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hiện có 4 điểm sau 2 trận đấu thắng U23 Indonesia với tỷ số 3-0 và hòa U23 Philippines với tỷ số 0 đều, ghi được 3 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Lợi thế đi tiếp của U23 Việt Nam là nhờ hai lượt đấu cuối. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ phải đụng độ hai đối thủ không quá mạnh, đặc biệt là gặp đội yếu nhất bảng đấu là Timor Leste ở lượt đấu cuối. Theo tính toán, chỉ cần giành được ít nhất 4 điểm ở hai trận đấu cuối, tấm vé vào vòng bán kết sẽ thuộc về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu chiến lược gia người Hàn Quốc có tính toán tới phương án vừa giành được vé vào vòng bán kết nhưng vừa có thể tránh gặp được U23 Thái Lan ngay vòng bán kết. Câu hỏi này được đặt ra là điều dễ hiểu vì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như các học trò của mình ở đội tuyển quốc gia vẫn chưa thể quên thất bại ở AFF Cup năm 2020 hồi tháng 12 năm ngoái. Đó là giải đấu để lại sự nuối tiếc cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo khi U23 Việt Nam để đội tuyển Indonesia cầm hòa không bàn thắng ở vòng bảng dẫn tới đội tuyển Việt Nam chỉ về nhì và sớm phải gặp Thái Lan ở vòng bán kết. Tại vòng bán kết AFF Cup năm 2020, tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 ở trận bán kết lượt đi và hòa không bàn thắng ở lượt về, qua đó không bảo vệ thành công ngôi vương của mình ở giải đấu hay nhất khu vực Đông Nam Á. Ở SEA Games 31 lần này, dường như kịch bản cũ lại được tái hiện khi U23 Việt Nam tuy để U23 Philippines cầm hòa không bàn thắng, nhưng rất có thể đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sớm phải đụng độ U23 Thái Lan ở bán kết. Lý do là để đảm bảo giành vé vào vòng bán kết, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng hai trận đấu cuối, đặc biệt là đánh bại đội bóng đang dẫn đầu bảng là U23 Myanmar để giành ngôi đầu bảng. Nhưng nếu không giành ngôi đầu bảng, U23 Việt Nam rất có thể phải sớm gặp Thái Lan ở vòng bán kết. Khi ở bảng B, bầy voi chiến bất ngờ để thua U23 Malaysia và thất thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu của bảng đấu. U23 Thái Lan có đáng sợ Nhìn vào lối chơi của U23 Thái Lan tại SEA Games 31, có thể thấy U23 Việt Nam sẽ sớm gặp bầy voi chiến ở vòng bán kết là một bất lợi so với việc gặp các đội khác ở bảng B. Đoàn quân của huấn luyện viên Mano Poking dù vừa trải qua một trận thắng và một trận thua, nhưng sức mạnh của bầy voi chiến là điều khiến các đối thủ phải dè chừng. Dù để thua U23 Malaysia ở trận gia quân, nhưng đó là trận đấu mà U23 Thái Lan sớm mất người do thẻ đỏ. Bầy voi chiến là đội có bàn mở tỷ số trước, nhưng lại chơi thiếu người, khiến U23 Thái Lan để cho bầy hổ Malaysia lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Ở trận đấu tiếp theo, U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng sợ khi giành chiến thắng cách biệt trước U23 Singapore với tỷ số 5-0. Bảy voi chiến chắc chắn sẽ có thêm chiến thắng khi gặp hai đội cửa dưới ở hai trận cuối là U23 Lào và U23 Campuchia. Nhưng sợ gặp Thái Lan sớm mở vòng bán kết chỉ là cách nhìn bi quan, có phần lo lắng thái quá bởi mục tiêu của U23 Việt Nam không phải là đánh bại U23 Thái Lan, mà là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của mình vừa giành được ở kỳ trước đó. Nếu sớm gặp Thái Lan ở vòng bán kết hay phải gặp ở trận chung kết, U23 Việt Nam đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Bởi vì thua sớm ở vòng bán kết trước Thái Lan hay thua ở trận chung kết thì đều là thua, đồng nghĩa chúng ta không bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Thậm chí nếu sớm đánh bại U23 Thái Lan ở vòng bán kết, U23 Việt Nam càng rộng cửa giành ngôi vương dù gặp phải bất cứ đối thủ nào còn lại ở trận chung kết. Rõ ràng toan tính của huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này là làm thế nào để các học trò mình chơi hay hơn qua từng trận, có lối chơi nhuần nhuyễn, đa dạng hơn ở mặt trận tấn công và tiếp tục giữ được sự chắc chắn, kín kẽ ở khâu phòng ngự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Bóng Đá 24 giờ TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá nào đến từ Bóng Đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.